Mình thông minh đâu có thua gì lớn đâu. Sẽ trở thành nhà khoa học cho mà coi. Trời ơi, thì ra nắp nồi mất hết là đây. Sao con lại phá vậy hả bụng bự? Con đang làm một phát minh vĩ đại á, mẹ không thấy hả? Phát minh vĩ đại nào mẹ không biết. Nhưng nếu con lấy nắp nồi của mẹ nữa thì sẽ không có cơm ăn đâu. Sao mẹ không cho con phát minh chứ? Con nhìn xem, đó là những phát minh gì hả? Con dẹp hết rác trong phòng. Và từ nay muốn lấy gì phải hỏi ý của mẹ, nghe chưa? Dạ. Cái gì cũng la hết, mẹ gì chẳng thương con gì. Cái thằng bé này. Nè cậu bé, sao lại khóc vậy hả con? Mẹ la con. Vậy hả? Chắc là vì con sai nên mẹ con mới la con đó. Mẹ con không có thương con gì hết, làm gì mẹ cũng la. Sao lại như vậy? Không có chuyện đó đâu. Con có muốn ta giúp con thấy rằng mẹ con rất thương con không nào? Cách nào vậy bà? Chỉ cần con làm theo lời ta là được. Như thế này thì mẹ mình có đến cứu mình thiệt chứ? Tất nhiên là không rồi. Thì ra là chuột nha. Ngươi dám gạt ta à, gì? À. Hôm nay ta sẽ biến ngươi thành heo nướng. Cứu mẹ ơi, mẹ cứu con. Mẹ ơi cứu con. Mẹ ơi cứu con. Mẹ ngươi chỉ la rầy ngươi một chút thì ngươi đã không nghe lời. Còn người lạ nói vài lời ngọt dụ dỗ, ngươi lại nghe lời đi theo họ. Hả? Bà Tiên, bà ơi bà cứu con đi bà. Con biết lỗi rồi, từ nay con sẽ không nghe lời người lạ dụ dỗ nữa. Con cũng không phá phách đồ của mẹ, con sẽ nghe lời mẹ. Làm sao ta tin được con? Con hứa mà, con nói láo cho bụng con bự chảng luôn. Bụng bự ơi, con ở đâu vậy? Mẹ ơi, con ở đây nè. Mẹ. Chuyện gì vậy con trai? Con xin lỗi mẹ, từ nay về sau con không dám cãi lời mẹ nữa đâu. Mẹ, mẹ cho con cái nắp nồi này nha mẹ. Ừ, con trai. Con cảm ơn mẹ. Ê đớp, tay to, đi trước nha. Ngồi vào bàn mà đọc. Đọc kiểu này là hư mắt đó. Có sao đâu mẹ, con đọc một chút thôi mà. Sao con không lại chỗ gần sáng mà đọc? Đọc vậy sau này bị cận thị đó con. Dạ, con đọc một chút xíu thôi à. Không sao đâu.
thì sao rồi? Cả thế giới này là của ta, đừng để ta mạnh tay. Là ai? Là ai vừa lên tiếng đó? À, các ngươi đem cả đội quân đến để cầu chúng ta hả? Cả đội phi cơ chiến nữa, ta không sợ các ngươi đâu. Giỏi thì tấn công đi. Tấn công. Nếu là anh hùng thì xứng danh rồi, ra chiêu đi, ta không sợ đâu. Quá cha. Ồ, quân chúng đông lắm, một mình không thể chống cự được, phải tìm đồng minh hỗ trợ thôi. Đừng cho các ngươi bắt tay vào đường hầm thời gian. Đúng, đúng. Đúng, con có sao không? Ba mẹ ơi, ghê quá, người hành tinh tấn công con rồi bắt con đi. Hey, con đọc truyện tranh nhiều quá rồi suy diễn tùm lum đúng không? Mà hồi nãy mắt con không có thấy gì hết, con sợ quá, con tưởng mình bị mù rồi chứ. Mẹ đã nhắc con biết bao nhiêu lần rồi, đừng đọc truyện nhiều quá, nhất là không có được đọc truyện ở những nơi thiếu ánh sáng. Dạ, con chỉ đọc có một chút xíu thôi mà. Mỗi ngày con đọc một chút xíu là sẽ trở thành thói quen khó bỏ được. Đọc sách là phải đọc ở những chỗ có ánh sáng phù hợp và đọc trong giới hạn thời gian phù hợp thôi con à. Việc nhỏ phải bỏ, đừng để nhỏ thành lớn mà thành quả đó con. Dạ, con biết rồi. May mà con không bị mờ mắt. Anh em, tấn công, đừng để người đi cầu chạy thoát. À, thì ra là tiếng tivi vọng lên, con cứ tưởng là... Đây là tập phim mới nhất về đại chiến không gian đó con. Là đi coi chung với ba nè. Vô phòng không thấy, nhất định sẽ phạt mình. Xong rồi, con bù nhìn này sẽ thay thế mình ngồi ở đây. Mình thật thông minh. Không biết bây giờ nó học tới đâu rồi. Để lời kiểm tra thử xem. Phải như vậy mới ngoan chứ. Mình phải thưởng cho con mới được. Đốm ơi, nghỉ ăn bánh nè con. Trời đất ơi, còn với cá lừa cả mẹ mình nữa. Mình phải dạy cho nó một bài học mới được. Hú!
bằng xe cấp cứu. Bác sĩ ơi, hãy cứu lấy mẹ con. Mẹ, mẹ, cái này cũng sợ nha mẹ. Mẹ, mẹ đừng bỏ con. Ồn ào quá. Làm gì mà vừa về tới nhà là con đã khóc la âm sầm vậy? Mẹ, mẹ ở đây. Vậy à, ai là thiệt? Thì cũng giống con thôi, dám dùng bù nhìn để lừa gạt mẹ là sao? Tại bài khó quá, con muốn ra ngoài để thư giãn một chút thôi mà. Nhưng mà lừa gạt và làm người thân của mình lo lắng là sai, con biết không? Dạ, con xin lỗi mẹ. Từ nay con không dám gạt mẹ nữa đâu. Con cũng sợ lắm rồi. Mẹ, mẹ làm con lo quá. Mẹ không sao là tốt rồi. Nhờ vậy mẹ cũng biết là con thương mẹ biết giường nào. Thôi, con rửa tay đi, rồi mẹ con mình cùng ăn bánh nha. Dạ. Đi chơi giúp tiền nữa nha. Không đi đâu. Sao vậy? Mình có bạn chơi rồi, không chơi với hai bạn nữa đâu. Bạn mới hả? Muốn chơi chung luôn? Không bao giờ. Bạn đó là bạn của mình. Mình không cho bụng bự gì tới to chơi chung đâu. Ờ, có bạn mới sao thấy ghét vậy? Không chơi với tụi mình hả? Bạn mới rất tốt với mình, chơi với bạn ấy sẽ thích hơn. Mình không chơi với một tên heo bụng bự lười biếng, con thỏ suốt ngày điệu đà. Nhiều thế mà cũng nói được hả? Chả thèm, mai mốt không ai chơi cùng nữa thì đừng có kiếm tụi mình nha. Bạn giỏi quá, có thể biến hình mọi thứ. Tuyệt vời ông mặt trời. Bạn thích gì nữa? Mình thích nhìn sao băng. Đẹp quá trời quá đất luôn. Bạn hay quá à. Thôi, tới giờ mình phải về rồi. Ở lại chơi tí xíu nữa đi mà. Không được, mình phải về đây. Mai mình sẽ quay lại. Đang chơi vui, bỏ về rồi. Mình chơi với ai bây giờ? À, rủ quần bự tay to cho đỡ buồn vậy. Hai bạn chơi lò cò hả? Cho mình chơi với. Ai cho, có bạn mới rồi thì đi chơi với bạn mới đi. Đúng rồi đó. Tưởng mình muốn chơi lắm hả? Tại bạn ấy về nhà rồi nên mình mới qua đây chơi. Chẳng thèm chơi nữa, đợi bạn ấy chơi vui hơn. Sao hôm nay bạn ấy không tới với mình vậy ta? Bây giờ thì chơi với tụi mình nè. Mình nói nghỉ chơi với hai bạn rồi, hai bạn không giận mình sao? Thì chúng ta là bạn thân mà. Thiệt hả? Ghê quá đi. Mình xin lỗi hai bạn. Ba chúng ta luôn là bạn tốt của nhau ha. Sau này mình sẽ không như vậy nữa đâu. Không ai tốt với mình bằng hai bạn. Yeah. Chúng ta đi chơi thôi nào. Chờ mình chơi. Bỏ quá. Hãy
mấy bạn có để ý lần nào đi ngang qua đây cũng thấy đói bụng hết trơn không? Đúng là có cái mùi gì đó thơm thơm. Mùi phát ra từ bên này nè, hãy coi thử đi. Có ai ở nhà không? Hình như không có ai hết. Bụng bự, tay to, dậy đi. Mình đang ở đâu đây? Chào mừng mấy đứa đến với hang hổ của ta. Bà có phải là bà phù thủy không? Chính xác, thức ăn hôm nay của ta có vẻ thông minh ha. Thức ăn? Bà định ăn tụi con hả? Chính xác, chứ không thôi thì bắt mấy đứa vào đây làm cái gì? Trời ơi, trộn nó mọi người. Chạy đâu chờ thoát, chạy đâu chờ thoát. Thả con ra đi, thả con ra. Thả các ngươi ra thì hôm nay ta ăn cái gì? Sao bà không đi làm rồi mua thức ăn như mọi người? Vì ta không có tài năng gì cả, biết làm cái gì đây? Thôi, ngoan ngoãn mà làm thức ăn đi. Mình không muốn bị ăn đâu. Bà phù thủy ơi, con có được ăn bữa cối không bà? Thôi cũng được, đợi một chút ta nấu đồ ăn rồi đem lên cho ha. Để xem nấu cái gì đây ta. Không ngờ bà phù thủy nấu ăn giỏi ghê. Nào, lại ăn đi, rồi còn béo lên để cho ta ăn lại nữa chứ. Hả? Trời ơi, món này ngon xấu dách luôn. Mấy đứa khỏi cái lệnh ta, trước sau gì cũng bị ăn hả? Bà phù thủy ơi, tại sao bà không mở một quán ăn đi chứ? Tài năng nấu ăn của bà chắc chắn sẽ không thua ai đâu. Hả? Tài nấu ăn hả? Thấy chưa? Bà đã nói mà, tài năng của bà chính là nấu ăn. Chỉ tại là bấy lâu nay bà không nhận ra thôi. Đôi khi tài năng ẩn giấu của chúng ta chưa được phát hiện, chỉ cần tìm ra và phát huy thôi, chắc chắn là sẽ thành công. Cảm ơn mấy đứa đã nhận ra tài năng ẩn giấu của ta. Từ nay đói bụng cứ ghé qua đây nha, ta đãi miễn phí. Còn bịch rác này tính sao đây ta? Chút đãi ở đây đi, còn về coi siêu nhân nữa chứ. Ôi cà, chỗ kia được kìa. Có bịch rác ở đó kìa. Chắc đây là bãi rác của người hành tinh này đó.
đổ vào chút xíu đi. Hiện chúng tôi vừa nhận được phản ánh của người dân về việc đổ rác không đúng nơi quy định của một cậu bé. Nhà tôi ở đây nè, hồi trưa tôi thấy có một đứa con nít chạy theo xe rác mà không có được. Chắc là cái bãi rác khổng lồ này chính là tác phẩm của cậu em đó đó. Ý, bụng bự được lên TV kìa. Hả? Làm sao mà mình có thể xả cái đống rác khổng lồ như vậy được chứ? Ồ, cũng đúng. Tìm cách minh oan cho mình đi Đơm. Được rồi, sáng mai tụi mình tới phòng thí nghiệm của ba mình thử. Đúng rồi đó, đúng rồi đó. Dạ, con chào bác. Chào mấy đứa. Ba ơi, có cách nào nhìn lại phong cảnh sáng hôm qua của cái cây to gần nhà bông bự không ba? Hay chà, hơi khó nghe. Chắc là ba phải xem lại vệ tinh còn sao mới được. Trời đất ơi, thì ra là người ngoài hành tinh cà tưng. Được rồi, bây giờ mình sẽ qua hành tinh đó nói chuyện mới được. Cái bọn cà tưng này ngày càng làm tới à, dám đổ rác lên hành tinh của mình nữa chứ. Chết rồi, không ngờ mọi chuyện lại tiến xa như vậy. Xin chào các anh bạn trái đất. Cảm ơn sáng hôm qua đã cho tụi này đổ nhận mớ rác nghe. Thì ra là do hai người đã xả một bãi rác khổng lồ trên trái đất của chúng tôi đúng không? Xả đâu mà xả, chúng tôi đổ rác đúng nơi quy định chứ bộ. Đúng rồi, rõ ràng ở đó là bãi rác và chúng tôi đổ lên đó luôn. Bãi rác gì mà bãi rác, ở đó làm những cái cục rác nào mà gọi là bãi rác. Sáng mình có dùng một bịch rác ở đó, mình nhỏ xíu à. Đó, thấy chưa, người trái đất cũng dùng thì tụi tôi dùng theo thôi. Ở hành tinh của chúng tôi chỉ cần một người dùng một bịch rác nhỏ thôi thì chỗ đó cũng thành bãi rác liền. Rồi cuối cùng hành tinh của các anh thành một bãi chiến trường của rác đúng không? Giờ chúng tôi hiểu lý do tại sao hành tinh cả tưng lại ngập trong rác rồi. Đơn giản vì mọi người không đổ rác đúng nơi quy định thôi. Ở đây tôi quắc mà còn dâu dài nữa hả? Lo dọn nhanh đi hai ông tương. Sao? Là khiêu chiến, là phân tài cao thấp, thắng bại đó, hiểu chưa? Đúng vậy, họ muốn xem năng lực của người địa cầu chúng ta thế nào nè. Vậy thì chiến thôi, mình sẽ thi coi ai có năng lực khẩu phàm bất bại. Cái này thì đúng là bụng bự giỏi nhất rồi, vậy còn Đốm thì sao? Mình chưa thấy cái gì đặc biệt cả, còn tay to? Bí mật, chờ xem. Rồi, khỏi cần phải có kết quả. Ráng lên, ráng lên, ráng lên, ráng lên, ráng lên.
thật là khủng khiếp. Tay to nhảy cao hay vậy, mình không ngờ luôn á. Nhờ mỗi ngày mình đều tập nhảy á, mình nghĩ cứ cố gắng rèn mỗi ngày sẽ thành công thôi. Mình biết rồi, từ nay mình sẽ thay đổi thói quen, sẽ siêng năng tập luyện thể dục, không ngủ nướng nữa. Chúng ta cùng cố gắng nha, lần sau mình nhất định sẽ đạt huy chương Tây vật vàng mới được. Các con biết thay đổi vậy là tốt rồi, nếu có tố chất riêng mà không chịu rèn luyện thì sẽ bị thua chỗ. Ông bà ta thường hay nói, năng làm thì tay quen, thiên tài chỉ có một, nhưng cố gắng, nỗ lực là quyết định tất cả. Sao lại phải nghe theo cái đèn tí ti như vậy chứ? Mọi người thật kỳ lạ. Dạ thưa cô, em xin lỗi vì em đến trễ. Nè nè, đốm hôm nay đi học sớm quá nha. Mau về chỗ kiếm cái gì chơi đi. Hôm nay mày đi học hả Bùng Mự? Chứ sao, ủa mình không dạy học được hả? Có ai rành đồ ăn ngon hơn mình đâu. Xin chào Bụng Bự, hôm nay dạy về đồ ăn tiếp hả? Trời ơi, tái to, bạn cũng đi dạy nữa hả? Ủa, như vậy là sao? Trước giờ mình vẫn bình thường mà. Bạn phải là người có nguyên tắc và kỷ luật nhất bọn mình chứ. Bạn nói gì như người từ trên trời xuống đất vậy? Thế giới này đã từ bỏ kỷ luật từ rất lâu rồi, thích gì thì làm đó thôi. Trời ơi, mình không muốn ở đây thêm một giây phút nào nữa. Ủa, sao không xuyên qua được nè? Cho tôi về đi, tôi muốn ở đây nữa đâu. Cho tôi về đi mà. Đớm à, con chưa dậy ăn sáng đi học nữa hả Đớm? Anh ngơ, mình đã trở lại rồi. Mẹ ơi, con đã hiểu rồi. Thế giới này cần có trật tự. Nếu mọi người không có kỷ luật bản thân thì mọi thứ sẽ loạn lên hết. Bây giờ con mới biết hả? Nhanh xuống ăn sáng rồi còn đi học nữa ông Tướng à. Dạ.